Việt Nam có khoảng gần 19.000 hecta trồng macca ở 29 tỉnh thành, trong đó các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng được quy hoạch chính để mở rộng diện tích. Hiện nay, bên cạnh việc quy hoạch mở rộng diện tích thì xây dựng thương hiệu cho hạt macca qua chế biến, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất để tạo chỗ đứng trên thị trường cũng đã hình thành. Lợi nhuận từ cây macca đã khiến nhiều nông hộ đầu tư mở rộng diện tích canh tác, từ đó hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất macca theo chuỗi, từ khâu trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tại bà con thì cũng yên tâm sản xuất, tại vì có cái hợp tác xã Farm Việt Farm đứng trên địa bàn. Bà con cũng yên tâm sản xuất, không lo như thời xưa. Hợp tác xã này bao tiêu thu mua toàn bộ macca của nông dân huyện Krông Park sau thu hoạch. Mỗi năm, hợp tác xã có thể mua được 80 tấn macca, sản phẩm tiêu thụ thông qua các kênh thương mại lớn như siêu thị Copmark, Bách Hóa Xanh, Metro. Hợp tác xã cũng chú trọng đầu tư máy móc và quy trình sản xuất đạt các chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại nguồn nguyên liệu chỉ đủ để tiêu thụ trong nước. Tôi rất là mong muốn là có sở ban ngành hỗ trợ đi tham quan học hỏi những cái máy móc thiết bị tiên tiến như Trung Quốc, Australia, nó có những cái máy móc rất là tự động hóa, nó cắt hạt tự động. Các chuyên gia cho rằng cần phải có chiến lược cụ thể về vùng nguyên liệu, khuyến khích các thành phần kinh tế, đầu tư xây dựng các cơ sở, sơ chế, chế biến sản xuất, phát triển thị trường, dòng sản phẩm để xây dựng thương hiệu macca Việt Nam. Ở Đắk Lắk thì chúng tôi ngoài cái chương trình làm giống để mà đặt niềm tin đối với người nông dân, thì chúng tôi còn thêm cái phần, tức là bây giờ phát triển cái thương hiệu macca cho khu vực. Như vậy là cái sản phẩm cũng bắt đầu đi vào thương hiệu trên những vùng này. Tỉnh Đắk Lắk cùng với 28 địa phương trồng macca khác trên cả nước đang thúc đẩy việc thu hút các doanh nghiệp liên kết hợp tác cùng nông dân, hợp tác xã để từ đó có những hỗ trợ về vay vốn, về áp dụng các tiến bộ kỹ thuật cũng như công nghệ bảo quản chế biến, đảm bảo có một chuỗi giá trị sản phẩm macca có thương hiệu và thị trường tiêu thụ ổn định bền vững.